Thì bữa nay Vũ chia sẻ nhỏ cách để biến cái dàn các bạn thành một cái từ dàn xem phim, cái nhạc thành dàn karaoke. Thì thiết bị mình cần gắn vào dàn á, thường dùng nhất sẽ là thường gắn cái mixer vào dàn. Đây, đó là một cái thiết bị thứ nhất. Thiết bị thứ hai nữa là cần thêm một cái micro nữa để mà gắn vô cái mixer này để hát được. Còn sau khi mua thì cách gắn á, là trên cái mixer nó có cái cổng output của output phía sau á, lấy cái cổng ganong này với cái jack này xuất ra rồi cắm vào cái một cái cổng đầu vô của amply. Cắm nào thì amply mình chỉnh qua cổng đó được, ví dụ cắm vào cổng CD. Thường thì đỏ gắn theo đỏ, trắng gắn theo trắng. Rồi mình dàn. Ok. Micro thì xài mic có dây không dây được. Chủ xài mic có dây. Thì sau khi có micro thì cứ cắm vào cổng mic của Acer. Vậy là thành dàn rồi đó. Rồi, ngoài ra nữa nếu mà các bạn có xài chuyên nghiệp thì có thể mua đầu tư thêm cái đầu karaoke gắn để gắn tiền tín hiệu vào đây. Cổng in của Acer. Hoặc là TV, nếu mà TV nhà bạn có chức năng online YouTube có thể xuất kênh âm thanh đó cũng mixer này vào đưa vào cổng này, hoặc đơn giản hơn nữa thì có thể dùng qua điện thoại kết nối Bluetooth vào mixer hoặc là cắm dây đều được.